Chào mừng bạn đã quay trở lại với Hồng Lê Thị Podcast. Cảm ơn bạn đã ngồi xuống và lắng nghe câu chuyện của mình ngày hôm nay với tựa đề Cách để bạn yêu lấy tiếng Nhật. Hôm nay lúc mà ngồi xuống để thu âm tập Podcast lần này thì là cũng trùng với lại cái ngày sinh nhật 36 tuổi của mình. Thế nên là mình đã ngồi xuống và nghĩ về những cái mốc thời gian đã qua Để xem xem là mình đã và đang làm được gì ở cái tuổi thứ 36 à, Ngày mùng 7 tháng 11 năm 2016 Tức là chỉ còn một tháng nữa thôi Là mình sẽ tròn 7 năm à, Bắt đầu cái cuộc hành trình gọi là chia sẻ ở trên Facebook Sau đó khoảng tầm nửa năm gì đó Thì là mình có nhìn lại cái... Video đầu tiên mà mình up lên trên YouTube là ngày mùng 1 tháng 7 năm 2017. Có nghĩa là nửa năm sau sau khi mà chia sẻ trên Facebook thì mình có dấn thân qua YouTube và có đăng cái video đầu tiên ở trên kênh của mình là cái kênh Hồng Lê Thị này. Vậy là kể từ khi bắt đầu vào trường đại học năm 2005 cho đến bây giờ là năm 2023, tức là đã 18 năm trôi qua mình đã học tập và làm việc cùng với lại tiếng Nhật. Bây giờ ngồi nhìn lại thì thấy cái con số này nó khá là to đúng không các bạn, 18 năm cơ mà. Nhưng mà đúng là bản thân mình là người trong cuộc ấy thì thấy rằng là nó cũng khá là nhanh như là một cơn gió ấy. Mình cũng giật mình bởi thấy, ôi trời đất ơi, sao mà mình đã làm cái fanpage học tiếng Nhật cùng Mâu này được 7 năm rồi cơ á. Cái kênh Youtube này uh, cũng tới 6 năm rưỡi rồi cơ Cái con số mà nó cũng khá là lâu đúng không các bạn? Chắc là cũng phải có một cái điều gì đó khiến cho mình có thể kéo dài và duy trì một cách liên tục cái uh, kênh fanpage cũng như là cái kênh Youtube của mình như thế và có một cái sự thật là mình vẫn đang ngồi đây, đang viết bài, à, vẫn đang thâu cái postcard này để mà chia sẻ các cái kiến thức, rồi mình vẫn hàng ngày edit video để up các cái bài học của mình lên các cái trang mạng xã hội như là YouTube, rồi website, rồi à, fanpage của mình như hiện tại. Bây giờ hỏi một cái câu là mình có chán hay không? Thì cái câu trả lời là chắc ai thì cũng chán thôi. Chẳng ai mà có thể làm một cái gì đấy trong 6-7 năm hoặc là 10 năm gì đó mà không chán cả. Ai thì cũng sẽ chán thôi. À, tuy nhiên tại sao đến bây giờ mặc dù là chán, vẫn có những cái lúc mà mình phải nói là mình chán. Nhưng mà tại sao mà mình vẫn có thể tiếp tục làm? Thì để trả lời cho cái câu hỏi này ấy mình lại kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện Đó là trong lúc mà viết script cho cái tập postcard lần này Mình cũng có ngồi mần lại một số các cái bài viết trước kia Thì trong đó có một cái bài mà mình viết từ năm 2002 Và cái bài viết đấy nó cũng có cái tựa đề giống như là cái tựa đề của cái postcard lần này Đó là cách để yêu tiếng Nhật trong cái bài viết đó mình có nhắc tới một cái video của bên web 5 ngày mình theo dõi kênh youtube của F5 Ngày cũng khá khá là lâu rồi Và đợt đó ấy, lúc mà mình viết cái bài viết này ấy, Thì mình có xem được một cái video mang tên là Bí quyết để vượt chán của thầy Và trong cái video đấy thầy có chốt lại cái bí quyết để mà có thể vượt chán ấy, Đó là làm việc có ý nghĩa Vậy thế nào là có ý nghĩa? Có ý nghĩa là như thế nào? với mình thì cái công việc mà mình đang làm đó là chia sẻ các cái kiến thức của mình học được trong cái quá trình mà mình tự học cho các bạn ấy nó là một cái công việc có ý nghĩa cho chính bản thân mình nếu như mà bạn nào đã theo dõi mình lâu ấy thì thấy rằng là cái tần suất viết bài của mình ở trên fanpage học tiếng nhật của mau ấy thì cũng khá là thường xuyên gần như nó diễn ra hàng ngày ở trên video ấy thì do cái đặc tính của video đó là mình phải mất cái thời gian để mà edit rồi mất cái thời gian để mà quay video nên là cái tần suất thì nó cứ khoảng tầm một tuần một video thì tất cả những cái bài viết hay là những cái video mà mình chia sẻ thì đều là những cái kiến thức mà mình học được ở trong thực tế những cái kiến thức đấy uh, giúp cho mình có thêm được kinh nghiệm và nó giúp cho mình có thể làm tốt được cái công việc hiện tại lúc đó của mình nó giúp cho mình có thêm được thu nhập nó còn giúp cho mình có được một cái việc làm như hiện tại một cách tự do hơn theo những cái gì mà mình mong muốn và mình cũng thường xuyên nhận được những cái lời cảm ơn ở dưới các cái video của mình hoặc là ở trên các cái bài viết của mình đăng tải mỗi ngày những cái điều đấy chính là những cái điều mà giúp cho bản thân mình cảm thấy rằng là có ý nghĩa và có thêm được cái nguồn động lực để tiếp tục học tập và theo đuổi tiếng Nhật. Mình thì sinh ra và lớn lên ở Bắc Giang. Học từ cấp 1 đến hết cấp 3 ở Bắc Giang ừ. Sau đó là mình có thi đỗ vào đại học Và lên Hà Nội từ năm 2005 đến bây giờ à, Từ trước đến giờ ấy thì Gia đình mình, bố mẹ thì vẫn luôn hướng cho con cái Đó là phải học tập Có nghĩa là để có được một cái công việc tốt hơn Có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn Thì là... Bố mẹ luôn luôn dạy mình đó là cần phải học tập và trau dồi cũng như là phát triển bản thân của mình mỗi ngày. Và có thể nói đó cũng chính là một cái sự may mắn để giúp cho mình có được cái thói quen học tập ngay từ bé. khi mà mình học cấp 3 cũng như là khi mà vào đại học rồi đến lúc mà mình ra trường ấy thì mình luôn luôn cố gắng là à đi tìm hiểu và đi làm những cái việc mà mình cảm thấy rằng là mình có hứng thú với nó Khi mà học tiếng Nhật ấy, thì mình luôn luôn đi tìm những cái chủ đề mà mình quan tâm bằng tiếng Nhật Ví dụ như là cái thời mà mình mới sinh con thì mình rất là thích làm các cái đồ handmade thì là mình sẽ tìm các cái trang hoặc là các cái video hoặc là các cái bài viết của người Nhật chia sẻ về handmade, chia sẻ về cái cách may vá rồi mình cũng tìm các cái cuốn sách rồi các cái bài viết liên quan tới cái việc là nuôi dạy con rồi liên quan tới cái việc là phát triển bản thân à, mình cũng từng tìm hiểu một chút về make up về thời trang về dọn dẹp nhà cửa và mình cũng rất là thích cái lối sống tối giản tất cả những cái chủ đề đấy là những cái chủ đề mà mình quan tâm trong cuộc sống hàng ngày và với cái chuyên ngành của mình là tiếng nhật thì mình sẽ đi tìm các cái bài viết đó thông qua tiếng nhật à, rồi rất là nhiều các cái chủ đề khác nữa à, liên quan tới cái cuộc sống của mình hiện tại cái cách để mà mình giải quyết vấn đề, cái cách mà mình uh, kể chuyện này, rồi cái cách mà mình uh, nói và chia sẻ kiến thức ra sao, vân vân và mây mây, tất cả những cái thứ đấy ngoài cái ngôn ngữ chính, đó là tiếng Việt thì mình còn rất là tích cực cái việc là tìm hiểu các cái chủ đề khác thông qua tiếng Nhật, cái uh, ngôn ngữ mà mình đã và đang học tập từ trước cho đến nay. Mình tận hưởng những cái nội dung ấy mình thực hành chúng vào trong cái cuộc sống hàng ngày của mình Khi mà thấy có kết quả thì mình lại tiếp tục đi tìm kiếm các cái dữ liệu khác các cái thông tin khác có liên quan có nghĩa là khi mà mình thấy cái điều mà mình tìm hiểu được có thể áp dụng vào trong thực tế và mình thấy rằng là nó thực sự là có ích cho mình thì mình lại đi tìm những cái dữ liệu khác để mà có thể tiếp tục áp dụng vào trong chính cái đời sống của mình cứ như vậy nó cứ thành một cái vòng lặp cứ lặp đi lặp lại như thế thì dường như là mình cũng không có mấy khi là bị chán cả sẽ có những cái lúc mà mình cảm thấy bị đau mút kiểu cảm thấy là không có cái hứng thú trong cái việc là học tập và chia sẻ thì những cái lúc như vậy mình cũng thường là à, gọi là cứ buồn cho chán đi rồi chơi cho chán đi à, rồi sau đó mình cứ như là một cái con lắc đồng hồ ấy nó cứ lên rồi nó lại xuống lên rồi nó sẽ tự động xuống có là có những cái lúc mà mình cũng rất là chán nhưng mà rồi mình thấy rằng là tự nhiên nó mình cũng sẽ lại quay trở lại về với lại cái uh, quả lắc thăng bằng mình sẽ lại quay trở lại về với lại những cái uh, công việc với những cái điều mà mình đã và đang chia sẻ đã và đang làm như hiện tại còn làm ở khu công nghiệp ấy, thì mình nhớ là mình đã từng ngồi và lọc lại tất cả những cái từ vựng chuyên ngành về ép nhựa tạo thành một danh sách rồi ghi chép lại chúng thành hẳn một cuốn sổ luôn và những cái nội dung mà mình ghi chép lại đấy là tất cả những cái mà mình thường hay dùng trong công việc à, tất cả những cái gì mà cái anh sinh nhật anh ấy đã từng nói với mình mà mình cảm thấy nó mới mẻ mình cảm thấy là mình học được cái điều gì đó từ cái câu nói của anh ấy. Mình bắt chước cả cái giọng điệu rồi cái cách làm việc của cái anh sếp đó. Rồi cái bác giám đốc hồi đó cũng rất là ấn tượng với mình bác có cho các cái bạn phiên dịch đến để mà họp mà chô lê hàng sáng rồi hàng tuần cùng với lại các cái bác xếp người nhật nên là mình cũng ghi chép lại rồi bắt chiếc lại các cái giọng điệu rồi mình cũng memo lại những cái điều mà mình học được trong cái cách làm việc của họ trong mỗi cái buổi họp mà mình có cái cơ hội được tham dự thì cứ mỗi hôm một chút mình sẽ áp dụng những cái điều mà mình học được đấy vào trong những cái câu nói vào trong những cái điều mà mình viết. Nhờ vào cái quãng thời gian đó mà mình đã có thể nói tốt hơn khá là nhiều so với cái lúc mà mình mới ra trường. Từ cái bước đệm đó thì mình cũng chuyển từ khu công nghiệp vào trong nội thành và sau đó có trúng tuyển vào một cái công ty IT, một công ty phần mềm ở trong nội thành để mà làm việc dù không có kinh nghiệm nhưng mà được cái là cũng vớt vát ở cái khoản gọi là nói năng rồi cái khoản giao tiếp bằng tiếng Nhật cũng gọi là tạm tạm thì là mình đã được tuyển vào trong công ty và tiếp tục cái cuộc hành trình giống như trước kia và cho đến tận bây giờ từ trước đến giờ ấy thì mình có một cái sự thôi thúc từ bên trong đó là mình rất là thích tự mày mò và tìm hiểu theo những cái sở thích của bản thân thế nên là cái hồi mà mình vẫn còn đi làm full time ở các cái công ty uh, phát triển phần mềm ấy uh, mình vẫn không ngừng uh, trao dồi cái tiếng nhật của mình rồi chia sẻ những cái câu chuyện đó của mình uh, lên các cái trang mạng xã hội uh, với một cái mong ước mà mình lấy làm cái câu slogan cho chính cái website hồng lê thị của mình uh, có cái tựa đề là ikiru", có nghĩa là sống là chính mình thì với cái câu slogan đấy dường à, như là mình đã thực hiện được nó vào cái thời điểm hiện tại ngoài cái ý nghĩa là để phục vụ cho chính bản thân mình thì trong nhiều năm vừa qua mình còn cảm nhận được thêm một cái ý nghĩa nữa khi mà làm các cái công việc như hiện tại đó là mình đã giúp được cho một số các cái bạn ở ngoài kia đang cảm thấy à, học được những cái bài học thông qua những cái trải nghiệm của bản thân mình và giúp cho các bạn ấy có được sự tiến bộ có được cái tinh thần lạc quan và có được thêm các cái động lực và cho rồi cái tiếng Nhật cho chính các bạn ấy mình đang giúp chính mình có được một cái cuộc sống tự chủ hơn tốt đẹp hơn đồng thời câu chuyện của mình còn giúp cho rất là nhiều bạn đang theo dõi mình nữa thế nên là mình cảm thấy rằng là đó là một cái việc mà có ý nghĩa và giúp cho mình có thêm được động lực để tiếp tục ngôn ngữ là một cái công cụ để giúp cho mình có được một cái công việc và đồng thời ngôn ngữ nó còn giúp cho mình khám phá được cả cuộc sống giúp cho mình tiếp xúc được với nhiều các cái suy nghĩ và các cái tư tưởng khác nhau chính vì vậy mà dường như là mình cũng không có nhiều những cái khoảnh khắc gọi là chán nản khi mà thực hiện viết bài cũng như là làm các cái video chia sẻ ở trên cái kênh youtube hồng lê thị này Và đó là cái nội dung mà mình muốn chia sẻ trong cái tập postcard ngày hôm nay à, Một chút câu chuyện của mình liên quan tới cái việc cách để mà mình có thể theo đuổi được cái tiếng Nhật này lâu đến thế Hoặc là nếu như mà nói theo một cách khác ấy Thì nhiều bạn sẽ nói là tại sao mà chị lại có thể yêu được tiếng Nhật đến thế À, thực ra thì mình cũng không phải là người uh, quá yêu nó đâu à, tuy nhiên là mình cảm thấy rằng là nó đang có ý nghĩa và nó giúp cho bản thân mình có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn giống như là mình đã chia sẻ uh, vừa rồi thì mình mong cái uh, postcard ngày hôm nay sẽ phần nào giúp cho bạn có thêm được cái nguồn cảm hứng có thêm được cái nguồn động lực để có thể tiếp tục trao dồi và chinh phục cái bộ môn uh, tiếng nhật một cái bộ môn mà mình nghĩ là nó cũng khá là khó nó có thể là khó hơn tiếng anh một chút vì là cái cách hành văn cái cách diễn đạt rồi tất cả những cái ngữ pháp của nó nó không hề dễ dàng với một cái người mà học ngôn ngữ nước ngoài và nếu như mà mình tìm thấy được cái ý nghĩa trong tất cả những cái công việc mà mình làm ấy thì mình tin rằng là cái việc mà chán hay không ấy nó không còn là một cái vấn đề nữa postcard của mình thì hôm nay xin phép được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái buổi nói chuyện tiếp theo nhé. Bye bye!